Thân mến chào quý vị các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay kênh về chỗ phường Long Hưng, quận Ô Môn. Mời quý vị các bạn giao lưu với chỗ em Thúy Di ha, một số cây cúc thọ hương. Đẹp luôn. Rồi, chào Thúy Di ơi. Vô. Dạ em chào cô chú anh chị yêu mai vàng trên cả nước ạ. À. Nay quay lại với bài kiển của em thì em có một số mai giao lưu của chú anh chị mình ha, để cô chú anh chị mình giờ mình lấy bo mình chơi ha cô chú anh chị. Mình ghép ha, số điện thoại Zalo của em là 0877915545, cũng là Zalo của em luôn ạ. Vậy rồi, em vô cây đầu tiên luôn, là mã số B1, một cây thọ hương đó cô chú anh chị. B1. Dạ, cây này thì em vừa chơi Tết xong bấm tàn vô ha, nó vừa gà đọt non hả cô chú anh chị. Cây này mình về mình lấy bo cũng được nhiều bo hả cô chú anh chị. Mỗi một nút lá như vậy là mình lấy được một bo hả cô chú anh chị. Một nút lá gì mình lấy được một bo ha. Rồi. Rất nhiều bo ha. Dạ, cây này lấy được rất nhiều bo. Bo ghép của nó là rất là lớn hả cô chú anh chị. Bo ghép rất là lớn ha. Lớn hơn tay cái ạ. Dạ, lớn hơn tay cái em. Rồi em đo em số luôn. Rồi hoành ở vị trí này là 29 hả cô chú anh chị. Cái hoành đến đây là 50 ạ. Chiều cao tới mặt chậu là 63. Tán ngang là 70 hả cô chú anh chị. Thọ hương thì càng già mùa bông nó càng to càng đẹp hả cô chú anh chị. Buổi sáng thì rất là thơm ha. Thọ hương là bông chùm ha. Bây giờ không ngay mùa bông nó nên nó không có nhiều bông hả cô chú anh chị. Dạ rồi, mã số B1 này em báo giá là 3,5 triệu hả cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn, một cây thọ hương. Rồi, 3,5 triệu đồng. Dạ. Mã số B1. Cúc thọ hương. Rồi, tiếp theo là mã số dạ, B2. Mã số B2 cũng là một cây thọ hương của chú anh chị. Cây này mình cũng lấy được rất là nhiều bo ha. Bo ghép này cũng lớn hết của chú anh chị. Cây này em được 1 2 3 4 5 6 bo ha. 6 bo. Dạ. Bộ đế nó cũng rất là quái quái của chú anh chị. Bông thì nó hơi héo quá của chú anh chị. À, nắng quá. Dạ. Bộ đế nó cũng rất là quái ha. Dạ hoành chí này là 24 ạ. 24 hoành. Tổng hoành đế là 59 đó cô chú anh chị. Chiều cao là 60. 60 chiều cao. Tán ngang là 67 ạ. Một cây cúc thọ hương cô chú anh chị. Về lấy được rất là nhiều bo luôn ha. Dạ, mã số B2 này em báo giá là 3 triệu thôi cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn. 3 triệu đồng. Dạ. Rồi, lên cây em ơi. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số B3. Dạ, B3 cũng là một cây thọ hương thôi cô chú anh chị. Cây này mình về mình lấy cũng được nhiều bo ha. Bụi đế nó cũng khá khá hả cô chú anh chị. Đế to luôn. Cây này tới 9 bo rồi hả cô chú anh chị. Rồi em đo hoành đây. Dạ hoành vị trí này là 23,5 ha. Chiều cao là 51. Tán ngang là 72 hả cô chú anh chị. Có mặt bông ở đây ha. Đẹp luôn. Cúc thọ hương. Dạ, mã số B3 này em báo giá là 2 triệu hả cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, B3 là 2 triệu đồng. Dạ. Tiếp theo là mã B4. B4 cũng là một cây thọ hương hả cô chú anh chị. Cây này thì chưa vô dây chỉnh sửa ha. Cây này ghép vô để vậy chưa sửa hả cô chú anh chị. Phụ đế nó cũng rất là quái ha. Em đo hoành luôn. Đo hoành vị trí này là 23 ha. Chiều ngang đế. Chiều ngang đế này là 35 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 67 ạ. Tán ngang là 50 ha cô chú anh chị. Nhiều bo để ghép ha. Dạ, đây. Cây này lấy được nhiều bo lắm ha. Một nút lá mình lấy được một bo ha cô chú anh chị. Dạ, mã B4 này em báo giá là 2 triệu luôn hả cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi, đổi cây em ơi. Dạ. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số B5 hả cô chú anh chị.
cũng là một cây cúc thọ hương luôn ha. Cây này mà nó ra bông, nuôi tới Tết là nó ra bông cứng cây luôn cô chú anh chị, tuyệt vời luôn ha. Cái này là vừa chơi Tết xong cô chú anh chị bấm tàn vô nó vừa ra được non đây ha. Bộ đế nó thì nó chảy đều bầu hết ha, nó chảy 24 giờ luôn ha cô chú anh chị. Đế bỏ đều hết ha, nào cũng có đế luôn. Rồi em đâu vậy? Dạ quà này chín này là 27 hả cô chú anh chị? Tổng cái hoành đế này là 115 ha. 115. Dạ. Chiều cao là 94 ạ. Tán ngang là 65 hả cô chú anh chị? B5, một cây thọ hương. Cây này em báo giá là 4 triệu rưỡi ha. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi, 4 triệu. Không tặng chậu á cô chú anh chị. Rồi, ok em ơi. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số B6. Dạ, B6 cũng là một cây cúc thọ hương cô chú anh chị. Cây này thì tàn kính hết cô chú anh chị. Về mình chăm tốt là một Tết mình có hoa ha. Cây này mình về mình lấy cũng được nhiều bo lắm cô chú anh chị. Bò cái này liền. Thì vừa chơi Tết xong ha. Bo liền khá lớn ha. Dạ. Rồi, giờ quà này chín này là em tính 26 rồi ha. Rồi, 26. Chiều cao là 75 ạ. Tán ngang là 68 á cô chú anh chị. Bao giá cái này to ha, nó liền hết á cô chú anh chị. Đấy cũng khá đều luôn. Dạ. Dạ, mã số B6 này em cũng báo giá là 4 triệu rưỡi thôi cô chú anh chị. Một cây cúc thọ hương em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, B6 là 4 triệu 500 ngàn đồng. Dạ. Dạ, rồi. Tiếp theo là mã số B7 là một cây thọ hương cô chú anh chị. Cây này thì em ghép mới mấy tháng rồi ha. Mình về mình lấy bao cũng được ha cô chú anh chị. Dạ, em đâu hoành luôn. Dạ, hoành là 15 ạ. Chiều cao là 38. Tán ngang là 30 á cô chú anh chị. Dạ, mã số B7 này em báo giá là 500 ha, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 500 ngàn đồng. Dạ. Rồi, tiếp theo là mã số B8. Dạ, B8 cô chú anh chị. Cũng là một cây thọ hương ha, cây này em ghép được 3 bo ha. Cây này về là sống khỏe luôn ha cô chú anh chị. Nó có củ đế ở dưới ha, không có mồi lên. Dạ, hoành là 14 á cô chú anh chị. 14 rồi. Hoành cũ này. Bình cũ này là em tính 24 thôi ha. Chiều cao là 45 ạ. Tán ngang là 30 hả cô chú anh chị. Dạ, mã B8 em báo giá là 400 ha. Em bao ship toàn quốc không tặng chậu hả cô chú anh chị. Rồi, B8 400 ngàn đồng. Dạ. Tiếp theo mã số B9. Dạ, B9 là một cây thọ hương hả cô chú anh chị. Cây này em ghép được một mùa rưỡi rồi ha. Em ghép được 3 bo ha. Dán bay á cô chú anh chị. Để em đâu hoành luôn. Hoành ở vị trí này ha. Hoành vị trí này là em tính 13 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 29 ạ. Tán ngang là 43 ha cô chú anh chị. Một cây cúc thọ hương mã B9 này em báo giá là 600 ha. Em bao ship toàn quốc luôn, không tặng chậu ha cô chú anh chị. Rồi, 600 ngàn đồng. Dạ, tiếp theo là mã số B10. Cũng là một cây thọ hương ha. Cây này em ghép được 2 bo ha cô chú anh chị. Cái dáng của nó quái quái ha. Dạ, hoành vị trí này là 15 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 56 ạ. Tán ngang là 40. Dạ, mã số B10 này em báo giá là 450 ha. Em bao ship toàn quốc luôn, không tặng chậu ha cô chú anh chị. Rồi, B10 450 ngàn đồng. Rồi, tiếp theo B11. Tiếp theo là B11. Cũng là một cây thọ hương ha cô chú anh chị. Cây này em ghép được 3 bo ha. Có cái mặt lửa ở đây nhưng mà nó cứng cây hả cô chú anh chị. Nó không ảnh hưởng gì hết ha. Cây này về là em bao sống khỏe luôn hả cô chú anh chị. Dạ, hoành là 12 ha cô chú anh chị.
chiều cao là 35 ạ. Tán ngang là 31 đó cô chú anh chị. Và mã số B11 này em báo giá là 350 thôi ha. Em bao ship toàn quốc không tặng chậu ha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mã số B12. Dạ tiếp theo là B12. Nó là một cái cúc thợ hư ha cô chú anh chị. Dạng bonsai để bàn ha. Cái dáng rất là quái ha cô chú anh chị. Cái này em ghép được 3 bo ha. Đâu ạ? Dạ hoành vị trí này là 10 ạ. Chiều cao là 26. Tán ngang là 32 ha cô chú anh chị. Dạ B12, một cây bonsai mini để bàn em báo giá là 450 ha cô chú anh chị. Rồi, 450.000 đồng. Bao ship toàn quốc luôn. Bỏ chậu lại ha em. Dạ. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo là B13. Cũng là một cây cúc thọ hư ha cô chú anh chị. Cây này em ghép được 3 bo ha. Nó hoành luôn. Dạ hoành ở chí này là em tính 12 thôi ha. Chiều cao là 37. Tán ngang là 34 ha cô chú anh chị. Dạ B13 cây này em báo giá là 450 ha. Em bao ship toàn quốc không tặng chậu ha cô chú anh chị. Rồi 450.000 đồng luôn. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo là B14. Cũng là cái cúc thọ hương luôn ha. Cây này em ghép được 4 bo. Cái đế nó cũng quái quái vậy đây ha cô chú anh chị. Này bo ghép rồi bị lớn rồi ha cô chú anh chị. Cây ghép già mùa hết rồi ha. Chắc nó cỡ ngón tay út em. Út. Dạ hoành là 12,5 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 23. Tán ngang là 39 ạ. Dạ mã số B14 này em báo giá là 450 ha. Em bao ship toàn quốc luôn, không tặng chậu ha cô chú anh chị. Rồi, 450.000 đồng. Dạ. Rồi, tiếp theo là B15. B15. Cái cúc thọ hương ha cô chú anh chị. Cây này em ghép được 3 bo ha. Cây này mình nhìn mình vô chậu lớn hơn Tết, mình chơi bông được hả cô chú anh chị. Dạ hoành là 13 ạ. Chiều cao là 37. Tán ngang là 40 hả cô chú anh chị. Dạ B15 này em báo giá là 450 ha. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi cây luôn ha. Dạ. Dạ tiếp theo là B16. Cũng là một cái cúc thọ hương hả cô chú anh chị. Cây này em cũng ghép được 3 bo ha. Dán bay luôn. Dạ. Về mình nuôi Tết là có bông hả cô chú anh chị. Dạ hoành vị trí này là 12,5 ha. Chiều cao tới mặt chậu là 51 ạ. Tán ngang là 38 hả cô chú anh chị. Cái chỗ này sắp đóng nu cho nha. Dạ. Sắp liền đóng nu. Dạ B16 này em báo giá là 450 luôn hả cô chú anh chị. Rồi. Em bao ship toàn quốc luôn. 450 không tặng chậu hả cô chú anh chị. Rồi, tiếp, dạ, tiếp theo là mã số B7 là hai cây thọ hương mini. Rồi. Ha cô chú anh chị. Cây này thì được 2 bo ha. Cây trên em ghép được luôn. 3 bo ha cô chú anh chị. Cây trên này rất là dễ thương ha. Ngay chậu trồng lên mẹ bằng con luôn. Dạ. Em đo hoành cây bự thôi ha. Dạ hoành là 13 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 33. Tán ngang là 40 ha cô chú anh chị. Dạ B7 này em báo giá là 600 ha cô chú anh chị, hai cây thọ hương ha. B17. À B17. Rồi. Em viết B17 mà em đọc B7. Hai cây 600 ha. Dạ. Rồi, ship thì cái ship gỡ chậu ha. Dạ. Không để chậu. Rồi, tiếp theo B18. Dạ B18 là một cây cúc gia đình ha cô chú anh chị. Cây có mặt bông cho mình xem ha. Hoa rất là đẹp ha cô chú anh chị, dạ đây. Hoa rất là đẹp, rất là to luôn ha. Năm, sáu, bảy, tám. Cây này em ghép được 8 bo của chú anh chị. 8 bo luôn. Dạ, để nôm luôn. Rồi em đâu hoành luôn. Dạ hoành vị trí này là 13 ha. Tổng cái hoành đế này là 36 rồi hả cô chú anh chị. 36, em tính 36 rồi ha. Rồi. Chiều cao là 60 à. Tán ngang là 35 ha cô chú anh chị. Một cây cúc gia đình mặt bông rất là đẹp ha. Cây này mã số B18 này em báo giá là 700 ha cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn. 700.000 đồng, mặt bông dạ. Rất đẹp luôn. Đây.
Rồi tiếp theo. Tiếp theo là B19, là một cây mai quắn các cô chú anh chị. Siêu quắn luôn. Đây. Bây giờ cô chú anh chị mình hỏi mai quắn nó nhiều ha, nhưng mà bên em thì bây giờ nó hiếm lắm cô chú anh chị. Sắp được một hai cây thôi, nhưng mình có ghép nhưng mà nó chưa có. Một cây gì chứ. Dạ, hoành là 12 ha cô chú anh chị. Hoành đế là 28 ha. Chiều cao là 48 ạ. Tán ngang nó là 25 á cô chú anh chị. Mai quắn khó ghép nên em giờ còn được 1-2 cây thôi cô chú anh chị, không được nhiều ha. Vậy mà số B19 này em báo giá là 800 ha, em bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 800 ngàn đồng. Dạ. Rồi, tiếp theo B. B20. Là một cây mai quắn luôn ha cô chú anh chị. Cái này mình giờ mình lấy bo cũng được rồi ha. Cái củ thì nhiều bo ha. Dạ. 1, 2, 3. Có củ đế ở dưới đây ha cô chú anh chị. À, 8 bò. Em đâu hoành đây. Dạ hoành vị trí này là 11 ạ. Chiều cao là 49. Tán ngang nó là 22 á cô chú anh chị. Bông nó bị héo rồi ha. Mặt bông mai quá là đẹp á cô chú anh chị. Dạ mã số B20 này em báo giá là 700 thôi ha. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi 700 ngàn đồng. Dạ. Rồi tiếp theo mã B21. Dạ B21 cũng là một cây mai quắn đó cô chú anh chị. Siêu quắn luôn. Siêu luôn ha, siêu dạ. Quắn luôn. Rồi em đã hoành luôn. Dạ hoành là 12 ạ. À. Chiều cao là 43 cô chú anh chị. Tán ngang là 23 ạ. À. Dạ B21 cái này em báo giá là 550 á cô chú anh chị, em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi 550 ngàn đồng. Dạ. Rồi tiếp theo mã B. Tiếp theo là B22, là một cây cúc cam á cô chú anh chị. Cam. Là mặt bông màu cam ha. Dạ. Cái này ghép được 1, 2, 3, 4, 5 bo cô chú anh chị. Ủa 6 bo, để 1 bo nữa. Rồi em đâu hoành luôn. Dạ hoành chín này là 21 đó cô chú anh chị. Chiều cao là 57. Tán ngang là 43 ha. Cái này mình về mình lấy bo cũng được nhiều rồi hả cô chú anh chị. Cúc cam. Dạ. B22 cây cúc cam này em báo giá là 800 ha. Em bao ship toàn quốc không tặng chậu hả cô chú anh chị. Rồi, 800 ngàn đồng. Dạ. Tiếp theo là mã B23. B23 là một cây cúc phượng hoàng hả cô chú anh chị. Bữa có chú nào hỏi em đó mẹ em quên. Dạ cái này em ghép được 2 bo ha. Nó có cái thẻo ở đây nhưng mà nó cứng cây ha cô chú anh chị. Rồi, liền ha. Dạ. Cần liền. Dạ hoành là 19 ạ. À. Chiều cao là 49 ha cô chú anh chị. Tán ngang là 40 ạ. À. Dạ B23 là cái cúc phượng hoàng này em báo giá là 800 ha. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn, không tặng chậu ha cô chú anh chị. Rồi 800 ngàn đồng. Dạ. Rồi tiếp theo mã B24. Dạ B24 là một cây đại lộc ha cô chú anh chị. Cây này em ghép được 2 bo thôi ha. Bo nó sao đó? Lớn hơn mới tử của em ha. Xù luôn cô chú anh chị ơi. Dạ hoành là em tính 13,5 ha. Rồi 13,5. Chiều cao là 54. Tán ngang là 45 á cô chú anh chị. Dạ B24 là cây đại lộc này em báo giá là 550 á, em bao ship toàn quốc cho mình luôn, không tặng chậu á cô chú anh chị. 5.500.000 đồng. Rồi. Dạ tiếp theo là B25 là một cây đại lộc á cô chú anh chị, chuẩn bông luôn ha. Nó rất là đẹp hết cô chú anh chị. Quá đẹp luôn đại lộc. Cây này mình về mình lấy bao ghép thì yên tâm luôn hết cô chú anh chị. Chuẩn bông luôn không có chú gì. Dạ hoành chí này em tính 22 thôi ha. Chiều cao là 63. Tán ngang là 65 ha cô chú anh chị. Cây này về mình lấy bo được nhiều lắm ha cô chú anh chị. Ghép ra là chuẩn bông luôn ha. Dạ mà B25 này em báo giá là 1,6 triệu ha cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn. Rồi 1,6 triệu đồng. Dạ. Rồi tiếp theo là mã B26. Dạ B26 cũng là mã số cuối cùng của clip đó cô chú anh chị.
Cây này mình về mình chơi bonsai ha, một cây đại lộng hết cô chú anh chị. Nó có cái này là cái thẹo lúc vận chuyển nha cô chú anh chị, nó không có sao hết ha. Tôi để nhìn các bonsai ha. Dạ. Nôm lên khá đẹp, chuẩn bông ha cô chú anh chị. Rồi em đo hoành luôn, đo hoành vị trí này ha, hoành vị trí này là gần 27,5 ha cô chú anh chị. Tổng đế là 56 ạ. Chiều cao đế, chiều cao đế tới đây là 17 ha cô chú anh chị. Chiều cao cây là 65 ạ. Tán ngang là 60 ha cô chú anh chị. Một cây đại lộc chuẩn bông ha. Đây, một bông ở đây. Rất là đẹp ha cô chú anh chị. Cái này mình về mình chơi bonsai ha. Dạ, mã số B26 là cây đại lộc này em báo giá là 2,5 triệu ạ. Em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi, 2,5 triệu đồng. Dạ. Một cái đế rất là bonsai. Dạ, mã số 26 này là cũng mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Cuối clip thì em chúc cô chú anh chị là chọn được những cây ý nghĩ cho mình để về mình chơi với mình lấy bo mình ghép ha cô chú anh chị. Số điện thoại Zalo của em là 0877915545, cũng là Zalo của em luôn ạ. Em chào cô chú anh chị ạ. Rồi, cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối video ha. Chào tạm biệt.